Bị chủ đem đi phẫu thuật cắt mí, chú mèo biến dạng cả khuôn mặt. Người chủ này cho rằng đôi mắt một mí khiến cho nó trông kém xinh, vì thế đã đưa nó đi phẫu thuật thẩm mỹ. Để có đôi mắt được xem là đẹp chuẩn mực, nhiều người mắc một mí chọn cách đi phẫu thuật cắt mí. Không ai tưởng tượng lại có người áp dụng điều này với cả một con mèo. Chỉ vì không hài lòng với hình dạng đôi mắt chú mèo cưng của mình, nghĩ rằng nó quá xấu, nên mới đây, một người phụ nữ ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã đưa nó đến một trung tâm thẩm mỹ để phẫu thuật cắt mí với chi phí là 10.000 tệ, hơn 34,7 triệu đồng để cho nó có hai mí. Tuy nhiên, ca phẫu thuật đã để lại hậu quả nặng nề đối với chú mèo tội nghiệp. Vùng xung quanh hai mắt của nó sưng phù, đỏ ửng và rơm rớm nước mắt, có thể trông thấy rõ đường chỉ chạy dài bên dưới mắt. Khuôn mặt chú mèo bị biến dạng hoàn toàn đến mức độ không thể nhận ra, giống như nó vừa trải qua một cuộc tra tấn thật sự rất khủng khiếp. Những hình ảnh này khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ dữ dội. Họ chỉ trích người chủ của chú mèo là vô lương tâm, không quan tâm đến cảm nhận của vật nuôi và chỉ vì sở thích cá nhân của mình mà gây ra sự đau đớn cho nó. Bác sĩ ở các bệnh viện khác thì cho biết những cuộc phẫu thuật như thế này trên vật nuôi là không cần thiết. Ngoài đau đớn, khó chịu và sợ hãi, nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con vật. Chỉ khi nào chúng bị bệnh hoặc gặp các vấn đề như thương tích, nhiễm trùng, khó thở, thị lực yếu thì mới phải phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên hiện tại ở Trung Quốc, các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp cho chó mèo đang rất phổ biến, phần lớn xuất phát từ mong muốn được tham gia show của những người chủ đam mê danh vọng. Chỉ tội cho những con thú cưng của họ phải hứng chịu đau đớn mà không hiểu vì sao. Dù được sinh ra với hình dáng hay màu sắc nào thì động vật vẫn luôn đẹp theo cách riêng của chúng. Ngay cả khi có những nét không hoàn hảo thì chúng vẫn có cách tính độc đáo riêng. Nếu chúng ta không thích ngoại hình của chúng, có lẽ chúng ta nên xem xét lựa chọn con vật nuôi theo đúng ý mình ngay từ đầu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!